Asapuriso bhavayate Nabho phantho bhati vatameti Nachandanang tagamanlika Satanchagantho bhati vatameti Sapparisa sapuriso bhavayate. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời người tiếp theo ạ. Mà cô đang đông ạ. Sa thú đại đức tề đức, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức, cô tu nữ tuệ duyên. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con kính đọc kinh pháp cú số 54. Na pha gần thổ pa ti quả ta mê tí na chành đa nặng ta ga ra màn ly cà sa tành đa gần thổ pa ti quả ta mê tí sắp bà đi xa sắp puri so pa hòa gia tí na bắp pha gần thổ pa ti quả ta mê tí na chành đa nặng ta ga ra màn ly cà sa tành cha gần thổ ba ti hòa ta mê tí sắp bà đi xa sắp puri so pa hòa gia tí na bút pha gần thổ ba ti hòa ta mê tí na chành đằng ta ca ra màn ly cà sa tành cha gần thổ ba ti hòa ta mê tí sắp bà đi xa sắp Puri so pa hòa gia tí hương các loại hoa thơm không ngược bay chịu gió nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay chỉ có chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Na bốc pa gàn thổ pa ti hòa ta mê tí na chành đa nặng ta ga ra màn ly cà sa tành cha gần thổ pa ti hòa ta mê tí sắp bà đi xa sắp puri so pa hòa tí pa hòa gia tí hương thơm tối thắng diệu hoa làm sao ngược gió bay xa mọi đường hương thơm đức hạnh phi thường sông bay khắp cả muôn phương ngạt ngào. Bản dịch của Hòa thượng Giới Đức. Dạ kính mời bàn tay quý vị, kính mời cô tu nữ Tề Duyên, còn kính xuất sinh xuống mất ạ. Sa thu lành thầy Xích Tạng Đồng. Nam mô Phật Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sẵn Kha Gia, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ của tùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung, còn xin được kể kinh pháp cú số 54. Dạ, cảm ơn Xích Tạng Đồng, Xích nhiệt thành trình phụng cho biết nghe rõ. Na bu pha gan tho pa ti wa ta me ti na chan da nang ta ga ra ma li ka sa tan cha gan tho pa ti wa ta me ti sam ba di sa sa pu ri so pa wa ya ti na bu pha gan tho pa ti wa ta me ti na chandanang tagara malika satan jaganto patiwata meti sabbadisa sappuriso pawayati na pupaganto patiwata meti na chandanang tagara malika satan cha gan tho pati wa ta me ti
Sapadisa sapuriso bawayati. Hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Hương thơm tối tháng diệu hoa, làm sao ngược gió bay xa mọi đường. Hương thơm đức hạnh phi thường, sông bay khắp cả muôn phương ngạt ngào. Bản phổ thơ của Ngài Dây Đức. Và Nam Mô Phật Thái Giá. Và còn xin được xuống mic. Mến mời Trần Phụng tiếp theo. Dạ, sa thú, sa thú. Con cảm ơn chú Vách Thách Ná. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con xin được trả bài câu Pháp Cú số 54. Né bất phá gần thô ba tí và ta mê tí né chàn đa nàng ta gà ra mạ lý ca xe tàn cha gần thô ba tí và ta mê tí sắp bà đi xà sắp vũ rí sô ba và già ba và giá tí né bất phá gần thô ba tí và ta mê tí né chàn đá nành tá gá ra ma chi lý ca sa tàn chi gàn thổ pa ti và ta mê tí sa bà đi xà sa bu ri sô ba già giá tí. Hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Dạ con xin kệ. Na bất pha gan thổ ba ti ba ta mê ti. Dạ con xin kể lại. Na bất pha gan thô bà ti ba ta mê ti na chan đa năng ta gà ra ma li ca sa tan cha gan thô bà ti ba ta mê ti sa pa di sa sa pu ri so a ya ya ti na bất pha gan thô bà ti ba ta mê ti ne chan đa năng ta ga ra ma li ca sa tan cha gan thô ba ti pa ta me ti sa pa di sa sa pu ri so ba ya ya ti. Hương thơm tối tháng diệu hoa, làm sao ngược gió bay xa mọi đường. Hương thơm đức hạnh phi thường, sông bay khắp cả môn phương ngạt ngào. Dạ, đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng. Con xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 54. Na bút bằng ga gần thù bát tí hòa ta mê tí na cha na chăm ta năng ta ga ra ma li ca hòa sa tăng ga gần thù bát tí hòa ta mê tí sắc bà tí sa sắc phu ri sô pa hòa ya tí. Hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏ khắp mọi phương trời. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na bum pa gan thu pa thi wa ta me ti
Na chanda nang ta gana mali kawa satan jaganto pati watameti sampati sa sabuni supawayati na pumpaganto pati watameti na chanda nang ta gana mali kawa satan jaganto pati watameti Sambadi sa sambui supaya yati. Hương thơm tối, hương thơm tối thắng dịu hoa, làm sao ngược gió bay xa mọi đường. Hương thơm đức hạnh phi thường, sông bay khắp cả muôn phương ngạt ngào của hòa thượng giới đức. Dạ con kính tri ân quý sư, cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thammaya, Nam Mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, tự nhiên xin kệ Kinh Pháp Cú số 54. Dạ, cảm ơn Huynh Quá Thanh Á. Na bup pha gan tho ba ti wa ta me ti na chan da lang ta ga ra ma li ka sa tan cha gan tho ba ti wa ta me ti sắp ba đi xa sắp bu di so ba qua gia thì na bụp pha gan thô ba ti qua ta mê ti na chan đa năng ta ga ra ma sa tam cha gan tho ba ti wa a ti sa pa di sa sa bu di so ba wa ya ti nak bup phat gan tho ba ti wa tam me ti nak chan da nang nát chan đa năng ta ga ra mát li ca sát tăng chắc gan thô bát tí qua tam mê tí sát bà đi xa sát bú đi sô quát đà gia tí hương các loài hoa thơm không ngược bay chịu gió nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hương thơm tối thắng dịu hoa, làm sao ngược gió bay xa mọi đường. Hương thơm đức hạnh phi thường, sông bay khắp cả muôn phương ngạt ngào. Là phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Đã thấy tín hiệu của Ái Minh. Dạ kính mời Ái Minh ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thammaya, Nam Mô Sankhaya. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. mấy chị cũng chuẩn bị tinh thần đó, hả, cái nick với cái mạng của chùa của chỗ ở trên núi nó kỳ cục với mãi mình thấy thiệt tình đó là không có kiên nhẫn, cứ thấy không được là phục ngay một cái
là không có một chút xíu kiên nhẫn nào mà đi ra đi vô ra vô hết. Cái đó cũng là cái dở hả quý anh chị. Dạ, con xin phép được trả bài câu pháp cuối số 54. Mình càng có nhiều cái vấn đề chứng duyên thì mình mới nhận ra cái pháp tu của mình, pháp học của quá, pháp hành của mình quá yếu ớt. Câu 54. Dạ. Na bút pha gần thù ba ti quà ta mê tí na chàn đa nâng ta gà ra màn ly cà. Sa tàn cha gần thù ba ti quà ta mê tí sắp bà đi xà sắp bú ri sô bao quà gia tí. Na bút pha gần thù ba ti quà ta mê tí na chàn đa nâng ta gà ra màn ly cà. Sa tàn cha gan thô ba ti quá ta mê ti sa ba đi sa sập bồ đi sô ba qua gia ti. Hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời bản dịch của hai thượng Minh Châu. Na Phật Pha Gan Tho Ba Ti Qua Ta Mê Ti A Chán Đa Nâng Ta Gà Ra Man Li Ca Sa Tàn Cha Gan Tho Ba Ti Qua Ta Mê Ti Sập Ba Đi Sa Sập Bù Đi So Ba Qua Gia Ti. Na Phật Pha Gan Tho Ba Ti Qua Ta Mê Ti Na Chán Đa Nâng Ta Gà Ra Man Li Ca Tàn cha màn thù ba ti quà ta mê tí sắp bà đi xà sắp bú đi xù bao quà gia tí. Hương thơm tới thắng diệu hoa, làm sao ngược gió bay xa mọi đường. Hương thơm đức hạnh phi thường, song bay khắp cả muôn phương ngát ngào. Vỗ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và kính nhân đích lệ đào tràng. Dạ, sa thu kính cảm ơn cô ấy Minh. Xin thành kiểm ơi, xin thành kiểm có thể trả bài không cho Nhật Bình một tín hiệu. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin cảm động cô ấy Minh, cô tu nữ tại duyên cho Nhật Bình biết được tín hiệu à. Dạ, cảm ơn châu Phan. Dạ, thành kiểm ơi, có trả bài không thì cho Nhật Bình một tín hiệu nha. Nhật Bình sẽ nhận mít. Nam mô Bích Tha. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tâm đức, con thành kính đảnh lễ để được tình đạt cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, không thấy tín hiệu của hành kiểm. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép trả bài. Dạ, cảm ơn Minh Bát Thanh Á cho bài học. Nam bút hoa gần thờ bát ti quà ta mê ti na chành đa nặng ta ra ta ga ra mát li ca. Sát tành ra gần thờ bát ti quà ta mê ti sắp bà đi xà sắp bú đi sơ bà quà giá tí. Na bức hoa gần thờ bát ti quà ta mê ti na chàn đa nặng ta ga ra mát ly cà. Sát tành ra gần thờ bát ti quà ta mê ti sắp bà đi xà sắp bú đi sơ bà quà giá tí. Hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏ khắp mọi phương trời. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nà bậc hoa ganh thơ bà ti hoa ta mê ti nà chanh đa năng ta ga ra mát ly ca. Sa tánh cha gan thơ và ti qua ta mê ti sa ba đi sa sam bù đi sơ pha qua gia ti. Na bụt pha gan thơ và ti qua ta mê ti na chan đa năng ta ga ra mát ni ca. Sa tan cha gan tho ba ti wa ta me ti sa ba
di la sa bồ đi sơ hoa hoa gia tì. Hương thơm thơi thắng diệu hoa, làm sao ngược gió bay xa mọi đường. Hương thơm đức hạnh phi thường, sông bay khắp cả muôn phương ngạt ngào. Dạ đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ kính chào người phương Nam về giao đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tự Đức đã từ bi hoan hỷ. Tiên phong ông bài Phật của kinh số 54. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tị Viên, cô ấy Minh Xích Thi Na, Xích Đặng Đông, Quỳnh Quát Thanh Á đã hoan hỷ ôn bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Con chưa thấy bàn tay vị nào nên con xin phép đạo tràng con cung thỉnh Pháp Sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bú A Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc gia ngài dời chân ăn. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 55. Dạ sa thú lành thai. Dạ Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Bụt Tha Giá. Dạ con kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Nghe được âm rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ cảm ơn cô Rạng Đông. Dạ cô Đi Nga. Dạ cảm ơn quý vị. Để bắt đầu cho buổi ngày hôm nay, ngày thứ sáu, ngày 24/7, chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn pháp cú số 55 thuộc về phẩm hoa Phúc Hoa Quốc Gác. Trước khi đi vào bài học thì chúng con xin cung thỉnh chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta cùng đảnh lễ tam bảo. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sokkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, con đảnh lễ Chư Tăng và mến chào quý vị. Hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta học đến câu số 55 trong Phẩm Hoa, có thói quật gác. Nội dung của câu kệ ngôn Pháp Cú số 55 như sau. Chân tân năng ta cả răng hoa bì ấp pha lăng ngã ta hoa si kì ê ta sân găng ta cha ta năng si la găng tô a nô ta rô. Hoa chim đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hoa hương hoa ấy giới hương là tối thượng. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu cũng như là bản văn xuôi của Ngài Inda Chanda Chánh Thân. Gỗ trầm, gỗ takara hoặc ngay cả hoa sen và hoa nhài, trong số các loại có hương thơm này, hương thơm của là vượt trội. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và đầu tiên thì diễn đàn chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 55 này. Chân đất năng ta ga wa si ki ta ro. Câu đầu tiên là chân đất năng ta ga rang wa bi. Chân đất năng, ở đây lúc trước chúng ta hôm qua chúng ta học một cái nghĩa này là gì đây? Gỗ trầm. Gỗ trầm hay là hương trầm. Yeah. Âm là chiên đàn đó. Chữ chân đó nói chữ chiên đàn là âm nha quý vị. Hoa chiên đàn giả, chữ chiên đàn và chữ già la là âm, chứ không phải là nghĩa dịch. Chan tân năng, chan tân ná là hương trầm, trầm hương. Ta cá răng, ta cá răng là gỗ ta cá rác, âm là chữ già la. Qua bí, qua là hoặc là, bí có nghĩa là cũng. Câu thứ hai, oppa lang atta wasiki. Oppa lang wasiki. Oppa lang có nghĩa là hoa sen. Oppa lá trung tính. Bông hoa sen. Atta. Atta là ngay cả. Ngay cả. Wasiki, Wasiki ở đây bản chú thích của Ngài Inda Chanda, của Đại Đức Đức Hiền thì cho là hoa nhài. Wasiki, Wasiki hoa nhài. E te sang gan tha cha ta năng. E te sang gan tha cha ta năng. Ete sang là trong những thứ đó, của những thứ đó. Gantha cha ta năng, gantha là cái hương, hương thơm, hương cái mùi thơm. Cha ta năng là cha tá, là sanh lên, phát khởi, hiện hữu. Gantha cha ta năng, gantha cha tá là cái mùi thơm được phát ra của những cái loài có mùi thơm, có thể phát ra mùi thơm. Sila gantho anuttaro, cùng thô anuttaro. Sila gantho, chứ sila là giới. Sila gantho là hương thơm.
giới hư của giới. Anuttara là cao thượng, ở đây có nghĩa là vượt trội, vượt trội, hay là cao thượng vượt trội, không có gì cao hơn nữa đó. Vô thượng hay là vô song, chúng ta cũng có thể hiểu cái trong chỗ này. Silaganto Anuttara là giới hương, là hương thơm của giới là trên hết. Và như vậy là chúng ta vừa sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Vì ở đây là chúng ta sơ lược cho nên chúng ta chỉ vắn tắt nhanh gọn ở trong cái ngữ nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này. Còn như chúng ta có sự tìm hiểu sâu rộng thêm thì chúng ta có thể tìm hiểu trên những cái diễn đàn pháp cú, cũng như là những cái bài học đặc biệt riêng về Pali, học dưới lại hình thức học Pali pháp cú. Lần nữa thì câu kệ ngôn pháp cú suy là Tanda nang ta garang wabi apa lang ata wasiki ete sang ganta jata nang sila ganto anuttaro hoa chiên đàn già la hoa sen hoa vũ quý giới hương hoa ấy giới hương là vô thượng. Hoặc là bản Việt ngữ của ngài giới thức: hương sen, hương lý, hương trầm, già la cùng với chiên đàn thắng hương, dẫu thơm nhưng chẳng phi thường, hương người đức hạnh so lường dễ đâu. Chan da nang chan chan da nang ta karang wa bi oppa lang a ta wa si ki. Sao nó không được đó? Chan da nang ta Chandananta karangwabi Oppalanga thawasiki Ete sanggan thajatanang Silaganto anuttaro. Dạ, Namo Buddhaya. Kế thì chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự cũng như là ý nghĩa. Duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 55 này. Duyên sự có câu câu kệ ngôn pháp cú số 55 này có cùng cái duyên sự với câu 54 là liên quan đến ngài đại đức ngài trưởng lão Ananda Rattirapanha Vathu, ngài Ananda cái duyên sự chúng ta có nhớ hai câu kệ ngôn pháp cú số 54 và 55. Là như vậy là chúng ta cũng đã được nghe cái duyên sự của bài học trước, thì hôm nay chúng ta nghe lại một lần nữa. Cái duyên sự này Đức Bổn Sư thuyết khi ngài ngự tại thành Savatthi để giải đáp câu hỏi của đại đức Ananda. Thì một lần nọ đó thì ngài Ananda ngồi ngài nhớ là cái bài học mà Đức Phật ngài dạy, có những cái có ba cái loại hương hoa, hương thơm mà có thể
mang lại cái mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Đó là cái mùi thơm của rễ, mùi thơm của cái lõi và mùi thơm của cái bông hoa. Mà ở đây thì đặc biệt nhấn mạnh về mùi thơm của cái bông hoa. Thì Ngài Ananda, Ngài nhớ lại cái bài học đó, nhưng mà Ngài suy nghĩ rằng với ba cái loại hương thơm này thì thật sự ra thì nó chỉ là cái mùi thơm thoảng theo chiều gió. Chỉ những người đứng ở cái khu vực gần đó hoặc là ở dưới cái làn gió thì có thể nghe được. Chúng ta dù nghe được mùi thơm, thật sự ra thì cái mùi thơm phải làm cho ta ngửi. Nhưng mà những người đứng trên gió hoặc là đứng ở khu vực xa hơn không thể nào ngửi được cái hương thơm. Thì với cái suy nghĩ này thì Ngài Ananda, Ngài có một cái khởi ý, đó là không biết có loại ngoài ba cái hương thơm này có thể có cái hương thơm nào mà ngược chiều gió, những người đứng ở trên ngược hướng gió hoặc là không ở cái khu vực đó vẫn có thể biết tới được cái mùi thơm đó. Thì với cái suy nghĩ này, Ngài Ananda đã đến hỏi Đức Phật, và Ngài biết chắc rằng khi mà có một cái câu hỏi thú vị như thế này đó, thì Đức Phật Ngài sẽ có một công ích cho Ngài và cho hội chúng. Thì quả thật khi mà hỏi Đức Phật thì Đức Phật Ngài đã giải thích thêm, đó là cái hương hoa của cái hương thơm của cái người có giới đức, có cái bản tánh thật thà chất phác, một cái cái đó là vị Sapurisa, cái vị hiền nhân, một cái vị hiền nhân. Thì đối với cái người này có cái hạnh kiểm tốt đẹp, có cái tốt đẹp trong sạch, với cái bộ đó được ví như là cái hương thơm ngược gió hoặc là ở khắp nơi, dù là gần, dù là ở xa, dù là ở cái thời gian này hoặc là thời gian trong tương lai, dù là ở không gian là ở khoảng cách gần hay là khoảng cách xa, đều có thể biết đến được. Thì ở đây thưa quý vị rằng có một cái sự so sánh, chứ không phải là cái người nam hoặc là cái người nữ mà giữ gìn giới luật hay là có cái hạnh kiểm tốt, cái người đó tỏ ra cái hương thơm, không phải vậy, mà là cái tiếng tốt đồn xa. Cái hương thơm ở đây được ví như là cái đời sống gương mẫu mà được nhiều người biết đến. Nó giống như là được ví như là cái hương thơm của các cái loài hoa được nhiều người họ biết đến, chứ không phải là cái người giữ giới hay là cái người thật thà hạnh kiểm tốt mà tỏ ra cái mùi thơm. Tại vậy mà cái người nào mà cái mùi thơm biệt là giới hạnh của họ, cái phước của họ thôi, chứ không phải là mình tắm không gìn giữ vệ sinh thân thể, rồi mình giữ giới tu thiền rồi mình không có cần phải vệ sinh thân thể, tự nhiên cái giới đó nó không phải vậy.
Dạ, đó là cái sự dựa theo cái câu hỏi của Đức Phật. Ngài đã giải thích thêm rộng ra. Thì ở đây Đức Phật Ngài thích và sắp tới thì nhiều vị đã cái quả cũng như biết cái sự, chúng ta sẽ nói nhiều về về cái ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này. Trong cái phần chú giải chú thích á, thì chúng ta cũng thấy rằng có nhắc đến cái loài hoa, cái hương thơm của cái loài hoa mà ở trên cõi trời Tao Vát Tinh Xa, thì có một cái loại hoa đó nó rất là thơm, bản thân cái cây đã to lớn rồi, đã lộng lẫy rồi, còn cái mùi thơm nó rất là thơm bát ngát và thơm tỏ rất là xa, cả trăm do tuần, một do khoảng 16 cây số là cả trăm do tuần như vậy, thì hơn 1.000, gần hơn 1.500 cây số. Chỉ là chúng ta thấy cái hương thơm đó mặc dù nó rất là mạnh mẽ ở trên cõi trời Tao Vát Tinh Xa, nhưng mà nó vẫn là theo chiều gió cuốn đi, không phải ngược gió như là những cái trường hợp đặc biệt. Và trong câu kệ ngôn pháp cú thì có đề cập đến là hương trầm, hương loài takara hay là hương hoa sen, hương hoa nhài. Chúng ta có thể nhận biết thêm những cái hương hoa là tinh chất dầu thơm mà tiết chế hoa. Thì cho dù là cái mùi thơm nào đi nữa, theo cái nghĩa đen á, thì nó là cái phải nó phải cuốn theo nó lan tỏa. Nhưng ở trong cái phần mà Đức Phật Ngài muốn nhấn mạnh, đó là cái tiếng vang, cái lời đồn của cái người giữ giới, của cái người giới đức, hoặc là bây giờ á, chúng ta có thể nhận biết, chúng ta ngồi ở nhà, ở một cái tỉnh lĩnh lỵ hay là ở thành phố, ở một cái góc mấy nơi nào đó mà chúng ta có thể kết nối được mạng internet, chúng ta đọc những cái gương tốt, việc tốt, rồi chúng ta đọc những người biết chia sẻ, giúp đỡ những người khốn khổ, rồi chúng ta thấy rằng có những cái đời sống rất là hay. Thì chính vì những cái điều tốt đẹp đó mà chúng ta biết được từ những người khác á, thì được ví như là chúng ta đang thưởng thức cái hoa của cái sự sống chân thật, hay là cái đời sống tốt đẹp, giới hạnh của những tu lành đó. Và nếu bản thân mình là những người có giới hạnh, có cái đời sống hạnh kiểm tốt đẹp, sống đẹp tốt đẹp, tốt đạo, thì chúng ta cũng là những cái bông hoa đang tỏa cái mùi thơm, và không phải là tại mà trong cái tương lai, cái mùi thơm hay là cái tiếng tốt đó nó còn vang mãi ở cho những người đời sau. Bằng chứng là bây giờ chúng ta suy niệm về ân đức Phật, hay là chúng ta suy niệm về ân đức Pháp, về ân đức Tăng, hay là chúng ta
tưởng nhớ về những cái hạnh gương của các cái vị, thì chúng ta có cái sự hoan hỷ, có cái sự vui thỏa thích ở trong đó. Thì chính vì cái hạnh lành của các ngài đó, đó là được ví như là cái hương thơm mà có thể tỏa ngát khắp khắp phương trời và không giới hạn không gian và thời gian. Cho nên cái điểm này ở trong kệ ngôn câu pháp cú số 54 và 55 á, thì đã hướng dẫn nhắc nhở cho chúng ta một cái quan niệm sống. Và cái quan niệm sống này thật sự ra thì đối với cái người hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, hay là những cái người mà có cái sự nhận biết rõ về cái có cái tri kiến vững vàng đó, chúng ta mới không có bị lung lay bởi cái bài pháp này. Cái bài pháp mà Đức Phật ngài đang nói là giới hạnh tỏa khắp, tỏa hương khắp muôn khắp tung bay đó. Bởi vì trong cái thời đại hiện tại bây giờ chúng ta có một cái vấn đề. Quý vị thử xét lại mình hoặc là xung quanh mình đó, sẽ có một cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ mà đang tồn tại, đó là khi mà mình làm cái điều tốt á, khi mình làm cái điều tốt, mình có một cái lối sống tích cực thì cái tiếng thơm đó nó chưa có lan tỏa được bao nhiêu. Nhưng khi mà mình phạm cái sai lầm thì cái tiếng đồn không tốt nó lan nhanh chóng. Cái điều này nó làm thứ nhất đó là lung lay cái tư tưởng của những người làm tốt, giống như là một cái bông hoa thơm ngát đẹp đẽ lộng lẫy, nhưng mà trong đó có một cái con sâu, thì tự nhiên cái người ta cũng không có muốn nhìn ngó hoặc là đụng chạm tới cái bông hoa đó nữa. Cái điều này nó làm cho đối với những người mà không có vững vàng về cái đức tin hoặc là cái niềm tin nhân quả, hay là niềm tin mình nói đơn giản là cuộc sống đó, thì rất là dễ bị lung lay. Tại sao mà mình làm nhiều cái điều tốt mà người ta không thấy, mà người ta chỉ thấy cái điều lỗi mặc dù nó là nhỏ? Tại vì có một lần Tịnh Đà có xem một cái trích đoạn ở trong một cái bộ phim thôi, thì cái anh chàng này ảnh rất là tốt bụng nè, ảnh ra ngoài đường ngoài ngõ ảnh giúp đỡ người này người kia, nhưng mà cái số phận của ảnh là bị ăn hiếp, tức là khi mình hiền quá đó thì người ta lấn át. Thì cuối cùng anh chàng này anh thay đổi cái suy nghĩ là anh sống theo bản năng, anh ta sẽ theo bản năng không còn giúp đỡ ai nữa, thì ai ăn hiếp anh thì anh ăn hiếp lại, và anh thấy là cái cuộc sống này không đáng để mình phải. Thì cái trường hợp này nó rất là nguy hiểm, bởi vì đó là tiêu cực mà bản thân mình và hay là trong xã hội xung quanh mình có thể mình kinh nghiệm được cái điều này. Muốn được cái điều này thì chúng ta cần phải bổ túc, muốn được cái vững chãi vững vàng trong cái niềm tin cuộc sống hay là niềm tin trong nhân quả đó, thì chúng ta cần phải bổ túc về cái tri kiến hoặc là về cái niềm tin, cái sự hoan hỷ trong cái giới đức. Chúng ta biết rằng á, chúng ta giữ giới sống hạnh kiểm không phải là vì ai mà vì bản thân mình. Thứ nhất đó là do bản tánh của mình là như vậy. Cái thứ hai đó là do sự nỗ lực cố gắng để mà hoàn thiện bản thân mình. Hai cái điều này nó sẽ giúp mình vững vàng trên cái bước đường đó là hoàn thiện, giữ sống một cuộc sống lành mạnh. Và chúng ta cần bổ túc thêm
cần bổ túc thêm, đó là tại sao mà chúng ta cần phải sống một cuộc sống như vậy, tại sao chúng ta cần phải có sống cuộc sống đức hạnh, gương mẫu, hay là một cái mà cần có cái sự nhiều cố gắng như vậy. Chúng ta phải trả lời được cái câu tại sao, thì lúc đó chúng ta sẽ không có bị mất cái niềm tin hay lung lay cái trong cuộc sống. Trong bài kinh Upasatthasila đó thì có đề cập đến ba cái cách, hay là ba cái khuynh hướng. Ở trong kinh đó thì gọi là khuynh hướng giữ giới, nhưng mà Tịnh Đạt muốn gần gũi hơn thì đó là ba cái cách sống, ba cách sống của mình. Thế trong kinh thì nói về ba cách giữ giới của người ngoại đạo, của người chăn bò và của người bậc thánh, của những bậc thánh. Thì đang vì là chúng ta đang nói về ý nghĩa của câu kệ ngôn này đối với những người có giới hạnh, là những người có cái hương thơm vô thượng vô song, so với có thể tỏa khắp muôn nơi, không giới hạn không gian và thời gian, thì chúng ta sẽ bàn nhiều về vấn đề này. Đối với người giữ giới như kẻ chăn bò đó, thì như kẻ ngoại đạo trước đó, thì đó là những người giữ giới với cái nhật thiện cận, giống như là giữ giới với cái khoảng cách không gian và thời gian. Ví dụ như là giữ giới với cái thời gian đó là đến cái thời điểm đó thì không cần giữ nữa. Như từ sáng đến 5 giờ chiều thì không còn giữ nữa, sau 5 giờ chiều thì phải thoải mái. Hoặc là giữ giới trong cái phạm vi trong huyện, ngoài huyện, ngoài cái huyện thì không cần phải giữ. Hay là rộng hơn thì trong tỉnh, ra ngoài tỉnh thì không cần phải giữ cái giới đó nữa. Hoặc là cái người chăn bò giữ giới theo kiểu người chăn bò, đó là giữ cho đầy đủ, không cần biết cái ý nghĩa cái giới đó nó mang lại cái lợi ích gì, mà chỉ cần giữ đủ, không bị sức mẻ. Giống như là người chăn bò sáng lùa bò ra, chiều đò lùa bò về cho chủ và kiểm đúng số lượng, bao nhiêu con bò lùa buổi sáng lùa đi thì buổi chiều cũng bao nhiêu con bò đó lùa về, ăn uống đầy đủ, không để mất, không để hư hao. Giống như là cái người giữ giới thọ trì ngũ giới, bát quan giới, tám giới hay là 10 giới, và chỉ nhớ rằng làm sao không bị đứt cái giới nào, từ sáng cho đến chiều cho đến sáng hôm sau không có bị hư cái giới nào, thì nó là hoàn thành. Thì nó là cái kiểu của người chăn bò, không cần biết cái ý nghĩa con bò đó nó mập hay ốm, hay là cái giới đó nó có lợi ích gì, hay là nó có cái công năng gì, tại sao mình phải giữ thì không quan tâm. Còn cái giữ giới thứ ba đó là theo kiểu bậc thánh, tức là hoặc là những người giữ giới bằng cái tri kiến chân chánh, mình tìm hiểu mình phải giữ lợi ích gì, và giới thì theo cái việc thì lúc tự nhiên dựa cái bản năng, cái sự không có gượng ép, hoặc là giữ được một cái trước một cái cám dỗ đó có qua được, không có bị phạm, thì phải nói rằng có cái sự quan hỷ ở trong cái giới luật mà mình đang thọ trì. Đó là cái giữ giới theo kiểu bậc thánh. Thì nói ra ngoài xã hội đó thì chúng ta
Cái việc mà chúng ta làm những cái người tốt á, hay là làm những cái người gương mẫu ấy, là hạng người giữ giới như hạng bậc thánh, chứ đừng có làm cái việc tốt hay là cái việc gương mẫu như là, ví dụ như là ở trong nhà thì chúng ta tốt mẫu là ông, là bà, là cha mẹ, là con, là cái, vợ chồng hòa thuận, ông bà cha mẹ, rồi con cái thì hiếu thảo ngoan ngoãn, nhưng mà ra ngoài tới ngoài đường thì xã hội là không còn như vậy nữa, thì không nên như vậy. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực cố gắng để mà trở thành một cái người hoàn thiện từ trong nhà ra tới ngoài ngõ. Và cũng không phải như là người như người chăn bò, là chúng ta giữ hòa khí trong gia đình, chúng ta giữ lễ phép ông bà cha mẹ hay là cho con cháu, mà chúng ta không có hiểu tại sao mà mình phải làm như vậy. Chúng ta chỉ biết người ta dạy, người lớn dạy như vậy mình làm, chứ không biết tại sao phải làm theo, thì cái điều đó nó cũng chưa đủ, giống như là để tiếp cái hoàn thiện mình. Bởi vì khi mà mình không hiểu đó, làm theo cái sự nhắc nhở của người khác đó, thì một lúc nào đó chúng ta lung lay cái ý chí. Sau khi ra ngoài xã hội, chúng ta thấy nhiều người hiền, nhiều người tốt mà bị ăn hiếp, bị chèn ép, rồi ở hiền thì không gặp lành, mà gặp toàn là thất bại, thì chúng ta sẽ bị lung lay cái niềm, và quan trọng hơn là cái niềm tin về cái nhân quả. Thì cái phần câu kệ ngôn đó là giới hương, hay là một cái hạnh kiểm, một cái đức hạnh về cái hạnh chân thật, hay là một cái đức hạnh về không tham lam, hay là một cái đức hạnh về không có sang tham của người khác, lượm của rơi mà không có lấy. Tất cả những cái điều tốt đẹp đó là được gọi Đức Phật Ngài ví như là cái giới hương, sila gantho, có thể tỏa hương khắp mọi nơi, không giới hạn thời gian và không gian. Trình này xin nhắc lại đó là chúng ta cần phải có cái niềm tin vững chắc về cái đời sống, bởi vì cái cuộc sống của chúng ta nó muôn màu muôn vẻ, cho nên tự bản thân mình phải phải vun bồi cái niềm tin này một cách vững chắc bằng cái trí tuệ, chứ không thôi thì khi mà va chạm nhiều cái vấn đề lừa gạt hay là diễn, chúng ta diễn, tức là ngoài mặt là vậy nhưng mà trong lòng nó không phải vậy, ngoài mặt là lịch thiệp lịch sự để mà đạt được cái mục đích, tức là đạt được cái hợp đồng hay là đạt được cái quan hệ, nhưng mà trong lòng thì thù ghét, thì như vậy đó là chúng ta rất là dễ bị lung lay niềm tin sống và lung lay về cái niềm tin nhân quả nghiệp báo. Và một cái điều cần phải lưu ý thêm nữa đó là trong cái việc mà gìn giữ cái đức hạnh hay là cái niềm tin cuộc sống đó, thì chúng ta cần phải lưu ý thêm một cái điều nữa. Khi mà khi mà thực sự hạnh như là các sanh không có vân thì chúng ta phải đang làm trên cái nền tảng từ bi trí tuệ, chứ không phải là
Không là chúng ta không sát sanh, hay là tránh xa sát sanh thì chúng ta cố không có tránh, không có sát sanh. Nhưng mà trong lòng của chúng ta thì chưa có bỏ cái việc mà sát sanh. Chính vì trong lòng của chúng ta chưa có bỏ đó, chúng ta dựng cái giới sát sanh bằng cái đó là không. Cho nên chúng ta có những cái gọi là lúc mà dễ dàng, những cái lúc mà thất niệm đó, bị vấp một cái hay là chúng ta bị một cái con vật gì đó nó giỡn, con chó con mèo nó giỡn, hoặc là cái con côn trùng gì đó mà nó đốt nó cắn làm chúng ta khó chịu đó, thì tự nhiên chúng ta cũng nổi tâm sân. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng là không sát sanh, cho nên khi mà nổi tâm sân không có, chúng ta kìm nén được hại, nhưng mà bởi vì chúng ta là nghĩ rằng với hạnh từ bi mà không có nở tai hoặc là ra đập, chúng không phạm giới sát sanh, nhưng mà thiếu cái hạnh đó là hạnh từ bi. Một cái điều này á, cho chúng ta thấy rằng cái giới luật nó là cái hình thức bên ngoài, nhưng cái quan trọng, cái cốt lõi đó là cái nội dung bên trong đó. Đây là thay vì giữ giới luật đức hạnh trên cái học giới thì chúng ta giữ gìn trên cái gọi là thủ ý. Và thay là nó là trong cái giác quan đó, trong cái giác quan. Bởi vì có những cái giới luật đó, nó không có nằm, có những cái điều nó không nằm trong giới luật mà ngũ giới hay bát quan hay là thập giới. Như là chúng ta đi ngoài đường, chúng ta thấy cái gì đẹp chúng ta cũng thích nhìn, đúng không? Chúng ta thấy cái gì ngon chúng ta cũng thích ăn. Và cái thích nhìn đó nó không có liên quan nhiều đến cái giới luật mà chúng ta đang thọ, đến cái lòng của chúng ta. Khi mà chúng ta không có thu thúc được cái, giữ gìn được cái mắt hay là cái tai, cái vị đó, thì chúng ta để cái nó len lỏi vào trong đó. Thì một cái điều đó là cố gắng giữ giới hành hay là sống một cái đời sống hạnh kiểm tốt đẹp đó, trên cái phương diện đó là gìn giữ thân cầu ý, mà nó cách khác là hay là các cái giác quan đó, thì nó sẽ rất là tốt đẹp. Nó rất là tốt đẹp. Bởi vì khi mà mình phòng hộ giữ gìn ở cái thân khẩu ý hay là các cái giác quan của mình đó, thì ngay cái khoảnh khắc đó là chúng ta sẽ giữ được các cái giới luật rất là dễ dàng. Chúng ta ngăn chặn từ cái gốc rễ, từ cái khởi sanh ban đầu. Nó không phải là còn là cái suy nghĩ khi mà cảnh hay là cái sự việc nó xảy ra nữa. Thì qua cái phần mà ý nghĩa của các Đức Phật này muốn khích lệ cho hội chúng hiện tại, do cái câu hỏi của Ngài Ananda đó là các cái hương thơm của các cái loài hoa đó, nó theo chiều gió, thuận theo chiều gió mà tung bay, mà những người có thể nhận biết được. Nhưng mà cái tiếng tốt của người hạnh kiểm hay là có người có cái đời sống tốt đẹp đó, nó sẽ lan tỏa khắp nơi, không giới hạn và không gian và thời gian. Thì đây là một cái điều sắp tấn mà Đức Phật Ngài muốn nhắn nhủ cho hàng đệ tử, cho tất cả chúng sanh, tức là hãy sống, cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. Và chắc chắn rằng
cái việc mà chúng làm đó nó sẽ được nhiều người nhận biết cái hương thơm của các loài hoa, và đặc biệt hơn nữa là nó sẽ tỏa khắp theo thuận theo cái chiều gió hoặc là ngược chiều gió, ví như là không có giới hạn không gian và thời gian. Và để làm được cái điều này thì củng cố và vững tin ở trong cái niềm tin cuộc sống hoặc là niềm tin về nhân quả nghiệp báo. Bằng cách đó là chúng ta cần phải giữ gìn cái hạnh kiểm giống như là giữ gìn giới luật theo kiểu của các bậc thánh, chứ không phải là theo kiểu của ngoại đạo hay là của kiểu người chăn bò. Và để chắc chắn hơn nữa, để củng cố thêm mạnh hơn nữa, thì chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn tại sao mà chúng ta cần phải có một cái đời sống tốt đẹp. Đó là vì lợi ích cho bản thân mình, đó là lợi ích cho cái đời sống hiện tại của mình, và là cái nhân duyên để mà tạo dựng một cái đời sống tốt đẹp ở trong tương lai. Và đây là cái nhân lành để mà hỗ trợ cho việc giải thoát trong tương lai, bởi vì giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Và một cái điều nữa đó là khi mà gìn giữ cái đức hạnh theo cái cốt lõi gốc ráo hơn nữa, đó là gìn giữ thân khẩu ý, gìn giữ các cái giác quan, không cho các cái phiền não tham sân si len lỏi vào, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái đời sống phải nói là như là các bậc thánh. Chúng ta ngăn ngừa không cho, không phải là ô nhiễm hay là phạm giới luật nữa, mà là ngăn ngừa không cho cái tính xấu, cái tật xấu nó len lỏi, nó làm hư hại bản thân mình. Thì đó là cái ý nghĩa mà Tịnh Đạt muốn chia sẻ qua câu kệ ngôn số 55 này. Dạ. Yeah. Thì Tịnh Đạt cũng xin được kết thúc cái buổi chia sẻ qua câu pháp cú số 55 này, qua cái ý nghĩa đó là qua câu kệ ngôn là chan đất năng ta ga răng qua bi úp pa lăng áp ta quá si kì ê tê sang gan ta cha ta năng si lá gan tô an nút ta rô hoa chiên đàn giàn la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy giới hương là tối thượng. Tịnh Đạt xin được kết thúc cái bài học ngày hôm nay tại đây. Xin kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta sẽ là những người đang và sẽ là những bông hoa tỏa hương khắp muôn nơi, như là Đức Phật ngài muốn sắp tấn cho hàng đệ tử. Chúng con xin chấm chim sinh ở đây đây. Nam mô Phật Thầy. Dạ, xin mời cô. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 55 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, sao không? Dạ, Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời room. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo. Vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời room, dạ, con kính dâng mít đến sư.
Ava sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha nupavena sarasoti pavandu Avandu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma nupavena sarasoti pavandu sapa mangalang Kalang rakandu sapa devata sapa sangha nupavena sadasoti bhavantu te sadhu sadhu. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đề quả ta san ti vi ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin Ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha ma cha na qua ca cha biết kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga